đời cho thuyền xuôi mai để em về bên mộng sầu xa. Chọn đời nhớ em làm sao có một lần gặp gỡ, nếu không ra sao còn một lần từ vòng nhận cưới đó em ơi. Thôi nhé nhìn thu vĩnh biệt rồi, đến nay để em rượu hồng mặc tình em rót uống cho người thấy lòng đẹp rồi. Vòng nhận cưới đó em đeo, thôi hết từ đây mơ mộng rồi. Em vui tất cả bao nhiêu, có bằng khối sầu em để anh chút mà lòng hoang liêu. Vòng nhận cưới đó cao xa, đưa đón kiệu hoa đang sẵn sàng. Mai em sớm nhỏ sang ngang, xin trời cho thuyền xuôi mãi để em về bên mộng sầu xa. Vâng ạ, em Hoàng Gia xin mến chào các bác nha. Video trước ấy thì em Hoàng Gia cũng có lên sóng hai chiếc âm ly Sikode, một model là 3482B và 344B. Thì ngày hôm nay trên cái video clip này em xin phép được test cái chiếc âm ly Sikode 3482B, một trong dòng âm ly Mỹ cổ rất là đẹp. Đấy, chạy hoàn hảo tất cả các chức năng gồm có AM, FM và cũng như là các chức năng về AUX. Hôm nay thì bên Hoàng Gia Audio đang kết hợp với cặp loa 8C88A, là cặp loa đến từ Nhật Bản với đường kính là bass 30. Như các bác biết rồi thì âm ly Sikode là một trong dòng âm ly Mỹ cổ và đánh được rất nhiều các dòng loa. Như Hoàng Gia có nói với các bác ấy rằng là có thể ghép với những dòng loa Mỹ, đúng không ạ? Bass 20, 25. Thì tuy nhiên đã là loa Mỹ thì là một trong dòng loa cũng đã là khó ghép âm ly và kén âm ly rồi. Thì khi ghép với loa Nhật thì nó sẽ thể hiện được, sẽ càng hay hơn so với những dòng âm ly Nhật các bác nhé. Các bác có hình dung là những cặp loa mà Mỹ mà đã ghép âm ly Nhật đã khó rồi, mà ghép với âm ly Mỹ đã hay, thì chắc chắn rằng những dòng âm ly Mỹ sẽ ghép loa Nhật cũng sẽ rất hay. Bản chất ở đây câu chuyện vẫn là chất âm của âm ly đó có hay không thôi các bác nhé. Khi nó đã hay rồi thì nó ghép loa nào hầu như cũng sẽ ghép được, nhưng tuy nhiên nó cũng sẽ phụ thuộc vào ghép loa to hay loa nhỏ thôi. Còn về âm sắc thì nó là hay rồi các bác nhé. Đấy, Nhật, Mỹ, rồi là loa Anh, rồi những dòng loa của châu Âu, và đặc biệt là những dòng loa cổ thì ghép những dòng âm ly này rất là phù hợp. Và nhiều bác thì cũng nói rằng là những dòng âm ly Fisher hay là Sansui thì nhiều khi nó nhiều tiền quá thì không đủ mua. Đấy, mà chúng ta lại, các bác lại muốn mua một con âm ly cổ có chất âm hay, thì đây là một trong những cái model mà em muốn giới thiệu được các bác. Giá nó chưa đến 10 triệu nhưng mà có thể ghép được những dòng loa bass 20, 25 và kể cả những dòng loa bass 30, mà nếu có cái độ nhạy cao một chút thì vẫn ghép bình thường các bác nhé. Đấy, thì chiếc này ấy thì chạy đây này, em đang test AUX này. Đấy. Đấy. Tiếng nó rất là hay, mộc mạc các bác nhé. Tiếp theo là chiếc chế độ về test FM này. FM, đấy, FM này. Đấy, FM qua này. Đấy, đấy, FM nữa. Đấy, đấy là FM của bác nhé. Đó, thì nhiều bác hỏi rằng là cần như nào thì em sẽ test cho các bác đầy đủ luôn. Đấy. AM thì phải có anten các bác nhé. FM thì bắt rất là tốt rồi. Đấy.
Ở đây thì núm nút còn rất là đẹp các nhá. Các bác nhìn cái núm nút của nó này. Tất cả những dòng Scott cổ thì nó có thiết kế một cái thiết kế chung, đó là cái núm nút của nó này rất là ấn tượng, nó là bọc đồng hết. Tất cả các núm nút bằng đồng hết các bác nhá. Đấy, rất là mới. Đấy, chữ nghĩa rất là rõ nét này, model 382B. Dòng này thì có là 382 trơn, 382A, 382B. Đấy, đây là đèn đài của nó này, hoạt động rất là đẹp. Đây công tắc bật tắt nguồn. Và dòng này dòng xuất âm tụ nhá. Đấy, khi các bác bật lên thấy tiếng bụp đấy nó à. Thì đây là dòng xuất âm tụ. Và đây là nội thất bên trong của nó đây. Những con âm đi mà có cái tuổi đời thì 60 tuổi rồi trở về trước mà nó còn đẹp như này. Hai tụ xuất âm các này, hai tụ xuất âm này. Và bốn con sò phía sau nhá. Đây là hai cầu chì bảo vệ. Đấy, các có thể nhìn đẹp như này. Máy móc quá đẹp luôn nhá. Đấy, bao zin hết cho các bác. Đấy, từ máy móc này. Mình sắt xi này, khung sườn con này. Đấy. Dòng này thì tiếc cái là nó không có ấy được các bạn, nó không có cái vỏ gỗ thôi. Đấy, cái vỏ gỗ thì chúng ta phải đóng thêm thôi. Đấy, đóng thêm các bác nhá, cho nó đẹp. Đây, về phần đằng sau các bác nhìn này. Mới như thế này. Đấy, mới như thế này luôn này. Được chưa? Đấy. Sò bố có sò nằm đây các bác này. Bố sò như nằm đây nha, các bác tháo cái vít nhựa này ra này, có cái ống này và các bác tháo cái vỏ này xem bố có sò nhôm nằm đây. Cầu đấu loa đây. Cầu này thì có chữ com này là âm này, còn có chữ main, chữ remote này là cực dương các bác nhá. Là cực dương. Đấy. Thì nó sẽ có hai cầu, một cầu remote và cầu hay là cầu main. Hai cầu loa đây, cầu chỉ bảo vệ loa này. Các cổng đầu vào này, cổng aux này. Đấy, cổng follow đĩa than này, đây là cổng tape này. Đấy, đây là phân nguồn này. Đấy. Cái này thì đánh với Mỹ cổ rất là hay. Đấy. Nhật Mỹ thì chơi được hết các bác nhá. Quan trọng là chúng ta thích cái không thôi. Còn về chất âm thì rất là hay, em cũng đã ghép rất nhiều cái dòng loa AR rồi. Con này ghép AR4, AR2 rất là hợp lý. Hợp lý về cả chất âm cũng như là hợp lý về cả giá tiền. Đấy, nên là bác nào mà cần quan tâm đến một con âm đi đẹp đấy, thì liên hệ với Hoàng Giao đô. Đấy, đẹp xuất sắc luôn các bác nha. Hàng đi bay từ Mỹ về. Đấy, hàng đi bay từ Mỹ về các bác nha. Các bác nhìn cái độ đẹp của nó, em quay rất là sát cho các bác nhìn này. Đấy, rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp nha. Đấy, con này là 9,5 triệu này, còn 382B là 9,5 triệu các bác nhá. Đấy, còn 344 này, còn đây con 344 nữa. Con 344 này là 11 triệu các bác này. Đấy. 11 triệu các bác nhá. Con này thì có khoảng lao nớt. Đấy. Con này có lao nớt và công suất nó khỏe hơn con trên một chút. Con trên thì nó không có lao nớt. Nó chỉ có cái phần âm lượng volume này thôi. Các bác nhá, nó không có lao nớt. Được chưa? Nó không có nút bật lao nớt, con này có thêm bật lao nớt này. Và con này là thiết kế theo cái kiểu khác, nói chung là nó có mỗi con có kiểu hay cái riêng đấy. Con này đồng đèn của nó thì là dùng sử dụng dạng đèn hắt từ sau hắt về phía trước. Đấy. Cũng có cái độ cổ đẹp của nó các bác nhá. Đấy. Còn con này thì đây, cái đèn của nó ấn tượng là cái dải đèn này nó sẽ hắt ánh sáng từ phía sau về phía trước nhưng với cái dải đèn màu xanh này rất là đẹp này. Đấy. Rất là đẹp. Đấy, rất là mới nữa, nhìn rất là đẹp và bắt mắt các bác nhá. Đấy, thương hiệu Scott đây. Thương hiệu Scott. Đấy, bác nào mà chúng ta đang có những dòng âm loa bass tầm 20-25 mà lại muốn mua một chiếc âm ni khoảng từ 9,5 triệu cho đến 11 triệu thì đừng bỏ qua những hai cái sản phẩm đấy nhá. Em xin nói luôn, đừng bỏ qua hai sản phẩm này. Vì đây là những sản phẩm nó rất là có tên tuổi trên thị trường rồi. Được nhiều anh em chơi audio đánh giá rồi là chất âm nó rất là hay nữa. Vừa hay về tầm tiền, vừa hay về chất âm. Đấy, thì bác nào mà chúng ta đang có cái nguyện vọng là mua những chiếc âm ly vừa tiền từ 10 triệu hơn 10 triệu một chút mà lại muốn sở hữu được những con âm ly hay đúng dòng chất âm Mỹ đấy, và lại dòng âm ly đài nữa, xuất âm tụ nữa, thì đây là những cái sản phẩm các bác không nên bỏ qua nhá. Đấy, cảm ơn các bác rất là nhiều. Em xin chào và hẹn lại các bác ở trong các clip tiếp theo của bên Hoàng Giao đô. Và tất cả mặt hàng trên em đều ship toàn quốc qua nhá, em ship toàn quốc ạ. Đấy, giá thì không bao gồm tiền ship, các lưu ý ạ. Em xin trân trọng cảm ơn các bác và em Hoàng Gia xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của Hoàng Giao đội.